Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Phải tạm giam đại gia thiền soi, khám xét căn biệt thự giác vàng. Ông Lê Thái Thiện bị bắt tạm giam 2 tháng về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền. Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng khám xét căn biệt thự giác vàng của ông ta. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện, còn gọi là Thiện Soi, chủ căn biệt thự Thiện Soi giác vàng, nằm ngay quốc lộ 51, ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Ông Lê Thái Thiện bị tạm giam 2 tháng và khám xét nơi ở về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền. Việc khám xét căn biệt thự của ông Đã thu hút rất đông người dân đến theo dõi Trước đó Công an thị xã Phú Mỹ Đã tiếp nhận đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện Theo đó Công an thị xã Phú Mỹ Đã thủ lý đơn tố cáo của ông Tố ông Lê Thái Thiện cho vay nặng lãi Và chiếm đoạt tài sản Lãi suất ông Thiện cho vay Lên đến 3,5% một ngày Tương đương với 105% một tháng Những người vay tiền của ông Thiện cũng tố cáo ông này dọa dẫm, ép buộc họ vừa phải trả lãi, vừa phải trả bằng chủ quyền đất. Từ đơn trình báo và sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ ông Thiện để tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Lê Thái Thiện được nhiều người biết đến với việc xây dựng căn biệt thự giác vàng nằm ngay mặt tiền quốc lộ 51. Ông Thiện còn nổi tiếng là dân chơi, chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng nọc và có giá trị.